chị chơi như xin, đầu tư cả trăm triệu đồng cho video vài chục giây. Từ 80 cho đến 180 triệu một clip. Mình đã cố gắng làm việc chăm chỉ từ đầu năm đến bây giờ để có thể đầu tư cho bản thân. Những video đu trend của Xin lúc nào cũng khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì quá sức chịu chi. Tuy nhiên, nếu chỉ nghĩ là tốn rất nhiều thời gian để cho ra đời những video chất lượng như thế, tiêu tốn rất nhiều chi phí, không chỉ vài chục mà có khi lên đến cả trăm triệu đồng. Xin cũng từng thừa nhận những video như thế thường có giá dao động từ 100 đến 180 triệu đồng. Đây là một mức chi phí khá cao cho những video TikTok. Cô chia sẻ rằng bản thân luôn cố gắng nỗ lực để đầu tư vào bản thân cũng như đầu tư vào những sản phẩm của mình. Bởi vì đối với nữ TikToker đây cũng giống như một profile. Nếu như người ta sử dụng hình ảnh để xây dựng thương hiệu của bản thân thì Xin dùng những video đầu tư và chỉn chu để làm đẹp cho chính mình. Nhiều người cũng thắc mắc rằng không biết những số tiền đó Xin đã kiếm ở đâu. Cũng có ý kiến cho rằng bởi vì ngoài là TikToker, Xin cũng là một dancer. Hơn nữa, việc xây dựng thương hiệu cá nhân như thế này có thể giúp cô có được rất nhiều cơ hội và kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Vì vậy, với định hướng này, việc chi một số tiền lớn cho những sản phẩm mãn nhãn và chỉn chu hoàn toàn không hề phí một tí nào. Đúng rồi, đã đi theo hướng KOL thì đầu tư như này cũng là đầu tư vào bản thân. Con số này có hơi quá, tôi nghĩ vài chục triệu thì hợp lý hơn. Chỉn chu, chuyên nghiệp sẽ đem về nhiều lợi nhuận mà. Nhưng trước khi có lợi nhuận, không biết tiền ở đâu mà đầu tư. Kiếm được tiền tỷ thì sẽ thấy mấy cái màn đầu tư này bình thường. Đầu tư một được hợp đồng 10 thì cũng đáng mà. Công nhận coi clip đu trend của Xin thì mãn nhãn thật. Những video đu trend biến hình của nữ TikToker này đúng là chưa một lần làm người hâm mộ thất vọng, bởi vì từ bối cảnh đến đồ, make up đều vô cùng đầy đủ. Những video hậu trường, chuẩn bị đạo cụ cũng đủ để cộng đồng mạng hiểu được 30 đến 40 giây trên video của Xin là bao nhiêu tiền của, thời gian và công sức của cả một ekip. 2, 1, diễn. Trời ơi, ai nói quay phim cá là tuyệt vời, là sướng. Trời ơi, cứu tôi. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng qua thời gian, những video của Xin ngày càng đẹp mắt và cuốn. Chỉ với những chiếc chen bình thường cũng được đu theo style người có tiền và chịu đầu tư. Ngoài ra, Xin cũng nhận về nhiều lời khen về nhan sắc thăng hạng, như việc cô quyết định chọn dao kéo phần mũi để những lần xuất hiện của mình có thể xinh đẹp hơn nữa. Sự nghiệp của hot TikToker tại Vbiz cũng có sự thăng tiến đáng kể. Xin không chỉ hoạt động trên nền tảng TikTok mà còn lấn sân sang các lĩnh vực khác như KOL và gần đây là người mẫu sải bước trên sàn runway. Theo đó, màn lấn sân sang catwalk gần đây của mỹ nhân sinh năm 1997 cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Có thể thấy, chỉ cần đầu tư đúng chỗ thì sẽ không hề phung phí và mang lại thương hiệu riêng cho bản thân mình. Còn bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé!